Miễn chào các khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của bản tin 24 giờ các bạn thân mến. Lũ cũ chưa qua lũ mới lại đến. Hôm qua cả thế giới đều nín thở khi đã được chứng kiến lưu lượng nước khổng lồ trên sông Dương Tử chạy thẳng vào hồ chứa đập Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối trên giây, cao nhất kể từ khi con đập được xây dựng. Đây là một lưu lượng nước khổng lồ lịch sử mà chưa một nơi nào trên thế giới chạm tới. Có cảm giác tất cả mọi nguồn nước đều tập trung về đây, đang muốn bào mòn dần đi con đập Tam Hiệp để nhanh chóng nhấn chìm chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc đã lên tiếng trấn an trên sóng truyền hình rằng con đập chắc chắn sẽ không thể vỡ. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối bịa đặt trắng trợn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm che giấu đi sự thất bại sắp xảy ra đang hiện hữu trước mắt. Hơn lúc nào hết, Bắc Kinh đang run sợ trước đòn trừng phạt của mẹ thiên nhiên, có thể Tập Cận Bình sẽ đi đến nước cờ cuối cùng nhằm cứu vãn con đập. Đó chính là mở bung tất cả 30 cửa xả lũ, chấp nhận hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ chế độ cũng như là bè lũ của ông ta và con đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị, hôm qua Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho gần 3/4 con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp đã khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4h16 sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở con sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc, sau những trận mưa to đến rất to kéo dài, không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Mã Long, một người dân 73 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp nói rằng, vào 2h15 rạng sáng ngày hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ, ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập. Người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê, thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những cơn lũ ống, lũ quét đang ầm ầm, ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim, động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống, lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm qua tới tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét đêm ngày hôm qua. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện, kinh thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết tiếp, những cơn mưa to và rất to liên tục chút dội xuống những tỉnh, thành phố nói trên và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc, để cho thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 lại là một năm đại thảm họa và đầy đen tối đối với Trung Quốc. Nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng, vậy tại sao từ thời ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Trung Quốc, Bắc Kinh lại liên tục gặp những điều đen tối đến như vậy? Phải chăng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc mang lại những vận mệnh không tốt cho đất nước này? Đó chính là câu hỏi hiện chưa có câu trả lời. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính ông Tập Cận Bình đã là người đem những điều không may mắn cho Trung Quốc. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính ông ta đã là người gây ra những rắc rối, những hiềm khích hay những đụng độ căng thẳng trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và lãnh thổ lãnh hải các nước trong khu vực. Bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất đó là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền của Trung Quốc, thì 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc, thì Trung Quốc đã gây hấn với cả 13 nước. Chỉ cần nhìn vào điều đó thôi, chúng ta cũng hình dung ra rằng chính phủ của Trung Quốc là như thế nào rồi. Đây chính là tội ác của Trung Quốc, cho nên thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay để trừ khử Bắc Kinh. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên và đáng tối cao, quả đúng là không sai. Bất kể những ai mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý và đi ngược lại với an ninh, an toàn của thế giới thì đều bị trừng phạt. Nhưng tất cả đều cầu mong đấng tối cao hãy sáng suốt che chở và bảo vệ cho những người dân vô tội trước dòng lũ dữ, chỉ mong sao nước lũ nhấn chìm bè lũ vô thần, vô độ đang ăn sung mặc sướng ở Bắc Kinh. Chính những kẻ này mới là khởi sự căn nguyên tất cả tội ác của đất nước Trung Quốc, có thể kể đến như lão già Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh. Chính những người dân của Trung Quốc họ chỉ bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dắt mũi mà thôi. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ suốt hơn một tháng vừa qua đã làm cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Và câu hỏi đặt ra rằng liệu Trung Quốc đang gặp những vấn đề u ám, đen tối như thế thì Tập Cận Bình có xin từ chức và nhường chỗ cho ai đó hay không? Xin thưa với quý vị rằng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì ông Tập Cận Bình được cho là người quá tham lam nhất trên thế giới. Một nước mà có dân số lớn nhất trên thế giới,
và muốn đưa Trung Hoa đại lục trở thành giấc mộng Trung Hoa, trở thành siêu cường quốc tế thì đầu tiên ông ta phải chiếm được Biển Đông. Đây chính là ước nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà quân đội của Bắc Kinh trong thời gian dài vừa qua liên tục đem tàu chiến, máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để càn quét, uy hiếp các nước trong khu vực hòng cướp được Biển Đông. Tuy nhiên, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga và Việt Nam liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc, nếu không Biển Đông đã thuộc về Bắc Kinh rồi. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình được cho là không những muốn chiếm trọn Biển Đông, mà ông ta còn muốn chiếm giải núi cao nhất trên thế giới Himalaya nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là dãy núi nổi tiếng trên thế giới. Ông còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm giải núi Rồng Vàng của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn muốn chiếm đảo Senkaku của Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Và tất cả những tội lỗi đều do lòng tham của ông Tập Cận Bình gây ra. Đây chính là lý do vì sao mà nhân quả báo ứng cũng như nghiệp quật đang đổ lên đầu của ông Tập Cận Bình. Ông ta phải hứng chịu cho những tội lỗi của mình đã gây ra. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà gần 90 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn, bão táp mịt mờ. Các chuyên gia thủy văn của thế giới còn cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận những điều tồi tệ, đau thương mà thiên nhiên đang ập đến. Và chúng ta cùng chờ xem con đập tam hiệp lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới có bị vỡ hay không. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa bão liên tục càn quét Trung Quốc trong những ngày vừa qua đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Mưa bão đang xảy ra là hoàn toàn có thật, chứ không phải là chuyện hư cấu. Rất nhiều quý khán giả nghe nhiều tin về mưa bão trong suốt thời gian vừa qua đã lên tiếng nói rằng hoàn toàn là chuyện bịa đặt và hư cấu, và những người nào ghét Trung Quốc thì mới ám chỉ điểm mưa bão đến như vậy. Nhưng thực tế thì mưa bão đang diễn ra một cách hết sức chân thật. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết lũ lớn đã đe dọa di sản thế giới tới 1.200 năm tuổi. Tờ báo của Trung Quốc nêu chi tiết như sau. Lũ lụt trên thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người. Và người ta nói rằng cầu mong Việt Nam mở cửa biên giới để cho những người Trung Quốc sang để tránh trú. Dòng nước lũ cũng đang đe dọa một di sản lên tới 1.200 năm tuổi. Đó là di sản mang tên tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn, hay còn gọi là Lạc Sơn Đại Phật, cao tới 71 mét. Di sản của thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam của Trung Quốc. Khi dòng nước lũ đục ngầu dâng lên tới ngón chân cái của bức tượng, lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1949 tới nay. Thông tin trên cũng được truyền thông Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vào bản tin thời sự tối ngày hôm qua, nói rằng mưa lũ ở tận con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, sông Hoàng Hà, sông Mekong đã làm cho nước lũ dâng cao và đục ngầu, nhấn chìm toàn bộ những vùng trũng của Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng và trung tâm cứu trợ, cứu nạn của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp và di chuyển ngay những người dân của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn cho biết Tứ Xuyên, nơi có con sông Dương Tử chảy qua, đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên mức cao tối đa và cao nhất trong lịch sử. Ủy ban Tài nguyên nước của con sông Dương Tử, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát về sông, tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày hôm qua. Ủy ban còn cho biết, mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến sẽ vượt quá mức chống lũ an toàn từ 3 đến 5 mét. Đây là một trong những lượng nước nguy hiểm nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến. Kính thưa quý vị, hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột và lo lắng. Chính vì vậy mà hôm qua, cơ quan đầu não của Bắc Kinh đã quyết định mở thêm 11 cửa xả lũ tại con đập Tam Hiệp. Hiện con đập Tam Hiệp có 30 cửa xả lũ, nhưng với tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên thì cơ quan đầu não của ông Tập quyết định cho xả lũ để nhấn chìm, hy sinh một số nơi ở hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Bởi vì, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, hiện mưa to đến rất to kèm theo mưa bão và vòi rồng, lũ quét, lũ ống vẫn tiếp tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, khiến cho mực nước trên 500 con sông lớn bé và những con đê đang có nguy cơ bị vỡ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương, đỉnh lũ của trận lũ số 3 trên sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mekong đã đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp với lưu trên 75.000 mét khối trên giây. Đây là một lưu lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử mà Trung Quốc phải chứng kiến. Hiện đập này đang phải mở tới 11 cửa xả lũ, với lưu lượng lũ lên tới 49.200 mét khối trên giây. Dự báo đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục mở thêm những cửa xả lũ trong một vài ngày tới, và nguy cơ vùng hạ nguồn tiếp tục bị nhấn trong biển nước là 100. Tất cả những tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải đều đang trong tình trạng ngập lụt và sống trong cảnh báo lũ. Tất cả bị chìm trong biển nước lũ, có tới hơn chục ngàn ngôi nhà bị ngập chìm và rất nhiều ô tô trôi lênh láng ngoài đường. Điện, đường, trường, trạm của Trung Quốc bị phá hỏng. Toàn bộ các hệ thống như trường học, bệnh viện và sân bay, bến cảng đều bị phong tỏa và ngừng hoạt động. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền và vật chất. Thông tin trên cũng đã kết thúc video hôm nay của. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.